Chào mừng anh em đã quay lại với kênh máy cày Vlog của mình. Hôm nay mình tiếp tục và giới thiệu với anh em một con máy, đó là con Inter 434. Con này chạy khá nhanh anh em nhé, chạy thoải mái được 30-35 km/h đấy. Mình công khai giá luôn nhé, con này giá là 33 triệu ha. Tại vì lý do là lốp nó cũng mòn rồi, máy móc có số ok nhé, nổ rất ngon luôn. Đây là một số hình ảnh của con máy mình review lần này nhé. Con máy này hiện tại là mình đã chốt xong cho một bác ở Buôn Đôn, Đắk Lắk rồi nhé, giá 33 triệu. Bác này tự chạy về nhà luôn, hơn 60 cây, chạy chắc tầm không đến 2 tiếng là về đến nhà thôi. Anh em có nhu cầu mua máy thì có thể liên hệ với mình theo Zalo bên dưới phần mô tả, hoặc là gọi trực tiếp cho mình để có thể xem được những video mới nhất. Thì anh em ấn đăng ký kênh, bấm like video và chia sẻ video anh em nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Sau đây là một số hình ảnh về việc khách hàng đến xem và test chạy thử nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Anh em chưa đăng ký kênh, ấn đăng ký kênh của mình nhé. Lạng dưới vào cái hàng rào nữa là xong á. Lôi nhanh quá, khéo lại dưới vào hàng rào.